Anh đang đẩy nhanh công tác trục vớt máy bay phản lực F35B bị rơi xuống địa Trung Hải ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay Queen Elizabeth ngày 17 tháng 11. Bộ quốc phòng Anh xác định việc trục vớt máy bay F35B là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn nguy cơ các bí mật công nghệ bị rơi vào tay nước ngoài. Đây là chiếc máy bay quân sự hiện đại nhất của Anh có trị giá lên tới 100 triệu bảng. Chiếc máy bay F35B của Không quân Hoàng gia Anh đã lao xuống biển sau khi vừa cất cánh từ tàu sân bay Queen Elizabeth khi con tàu đang trên đường trở về Anh qua Địa Trung Hải sau chuyến hải trình tới khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Vị trí máy bay rơi được cho là gần với vị trí của tàu Elizabeth, tuy nhiên, do máy bay còn tiếp tục di chuyển dưới nước một quãng đường đáng kể sau khi lao xuống biển nên phạm vi tìm kiếm được mở rộng thêm 6 km tính từ vị trí xảy ra tai nạn. Ngoài ra, quân đội Anh luôn túc trực lực lượng quanh khu vực máy bay rơi để ngăn chặn khả năng bị đánh cắp công nghệ. Theo kế hoạch, Hải quân Anh sẽ điều một phương tiện điều khiển từ xa ROV do tìm hộp đen của máy bay, đồng thời có thể kêu gọi các đồng minh hỗ trợ hoạt động trục vớt nếu xác định được vị trí và sát máy bay rơi. Vụ tai nạn khiến tàu sân bay Queen Elizabeth mất một trong 8 máy bay F-35B trang bị trên tàu. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra.